đi xe máy thì khó chứ đi xe này thì dễ không. Ôi đây còn bốc đầu. Còn bốc đầu nữa. Cháu ơi. Cháu ơi, cháu đi đâu đây? Cháu hỏi vào cái lớp này. Cháu ơi. Cháu ơi. Ở xe của bà mà. Cháu ơi. Chào các bạn ơi, mình là Hưng đây. Yeah, ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Thì các bạn ơi, các bạn nhìn gì chưa? Đấy, haha, đây chính là con gấu lầy các bạn ạ. Đấy, mình đã mua hai bộ này. Đây là con cái các bạn nhá, còn đây là con đực. Tí nữa mình sẽ cho thằng em mình mặc con cái nhá các bạn nhá. Đấy, thì các bạn ơi, cũng sắp đến Tết rồi. Thì các bạn ạ, hôm nay mình lại có một bàn chôn bá đạo với mẹ mình nữa các bạn ạ. Đấy, mình sẽ giả làm gấu lầy, mình sẽ đi tặng quà Tết cho mẹ mình các bạn nhá. Đấy, mình sẽ không nói gì. Đấy, mình sẽ lặng im, không nói gì luôn các bạn ạ. Mình sẽ trêu mẹ mình các bạn nhá. Sau đó là mình sẽ cướp con xe đạp lấy trộm luôn cái con xe đạp, con siêu xe của mẹ mình các bạn nhá. Đấy, cướp luôn các bạn ạ. Đấy, thì cơ bản là cũng đến Tết rồi ấy, thì mình cũng cần một số cái đồ để thắp hương các bạn ạ. Đấy, tí nữa mình sẽ đi mua đồ thắp hương ở cho bố mình các bạn ạ. Thì sau đó là mình sẽ tặng luôn cái quà đấy. Đấy, tặng cái món quà đấy cho mẹ mình. Sau đó mình sẽ trêu mẹ mình các bạn nhá. Đấy, mình sẽ đội vào như này này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Mình sẽ đội như này các bạn nhá. Sau đó là mình sẽ tặng quà cho mẹ mình. Đấy, sau đó là mình sẽ lấy luôn cái con xe của mẹ mình các bạn ạ. Đó, thì clip hôm nay của mình sẽ là như vậy các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy đẹp không? Các bạn thấy dễ thương không? Đấy, con gấu lầy cô đơn các bạn ạ. Đó, con cái cũng khá là đẹp các bạn nhỉ. Con cái nhìn rất là đẹp. Rồi, thì bây giờ mình sẽ không luyên thuyên nữa. Bây giờ mình sẽ đi mua đồ quà nhá. Đấy, đồ lễ Tết. Nói chung là cái quà Tết các bạn ạ, để tặng cho mẹ mình. Sau đó mình sẽ trêu mẹ mình các bạn nhá. Đấy, ok. Thì bây giờ mình sẽ không luyên thuyên nữa. Mình sẽ đi luôn các bạn nhá. À, mình sẽ cho thằng em mình mặc giống mình để cho đỡ bị lộ các bạn nhá. Đấy, let's go. Thì mình cho thằng em mình mặc con cái nhá. Đấy, mặc kín vào. Đấy. Máy quay đâu? Đấy, bật máy quay lên giờ đi theo anh nhá, không có nói gì nữa chưa? Đấy, nhớ không nói gì đấy. Rồi, đi. Mình sẽ lặng im các bạn nhá. Đây là quà Tết này mẹ mình tặng cho mẹ mình các bạn nhá. Đấy, sau đó là mình sẽ cướp luôn con siêu xe của mẹ mình các bạn nhá. Cây đào ấy, cây đào lên.
trở lên đấy, con trai làm đấy. Làm đấy, làm một ngày mới xong đấy. Đấy, đẹp không? Con thấy đẹp không? Con vui quá. Tết lơi ở lên đây lại còn chút tặng quà bà. À đây đây, trong lọ bà lấu cho Nga, lấu cho Nga, từ hôm qua cho bà. Ơi sao bình áo? Bình áo mình bình tay cháu ơi, bình tay. Bình tay nhá. Bình tay đấy. Thôi đi đi bà. À. Cái con xe của bà. Thực sự là đội con gấu này đi xe đạp nó hơi bị khó các bạn ạ. Đấy, khó nhìn. Bây giờ mình sẽ về. Mình sẽ giả xe cho mẹ mình các bạn nhá. Đấy, mẹ mình chắc sốt xình xịt các bạn ạ. Sức khỏe thật là dồi dào, an khang và thịnh vượng nhá. Thì sang riêng lúc nào có dịp rỗi lên bà chơi nhá. Ôi thế bà xin quà nhá. Rồi, hai cháu bà nhá, hai cháu bà nhá. Bà hết cả hồn.